Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình đã hạ cấp xuống iOS 13.7 thì mình dùng và trải nghiệm cái iOS này thì thấy nó rất là tiết kiệm pin nha các bạn. Thì lúc trước mình có lên iOS 14 nhưng mà lượng pin của nó thì dùng nó rất là mau và nó rất là lẹ, cho nên mình quyết định hạ xuống iOS 13.7. Thì những cái video mình hạ xuống thì các bạn hãy vào video để xem nha. Thì hôm nay mình đánh giá cái iOS 13.7 thì rất là mượt nha các bạn. Đây mình sẽ vào cho các bạn xem. Mình sẽ vào cho các bạn xem 13.7 đây. Đây đây là iOS 13.7 nha. Đó, iOS 13.7. Rất là ok và mượt. Thì theo mình á, thì mình xài cái iOS này á, thì mình thấy thấy cảm giác rất là mượt mà lượng pin rất là lâu. Mình xài bấm thường ngày, bấm cả ngày thì dung lượng pin thường mình xài một ngày mới hết, còn mình lên iOS 14 thì mình xài rất là hao, trong vòng sáng cho đến trưa là nó đã hết pin rồi đó. Thì cái trải nghiệm của mình thì thế thôi. Thì bạn nào thích xài cái firmware nào thì các bạn có thể update và lên cho mình cái bản firmware mới nha. Thì cách update thì các bạn làm như thế này. Thì các bạn sẽ vào phần cài đặt nè. Phần cài đặt thì các bạn sẽ update trực tiếp trên điện thoại luôn, không dùng máy tính nha. Thì các bạn vào cài đặt chung, rồi các bạn bấm vào cài đặt phần mềm thì nó sẽ tự động kiểm tra cho cái bản của bạn. Các bạn nè, nó sẽ hiện lên cho bản 14 chấm cho các bạn tự động update. Rồi các bạn hãy chọn vào cái mục tải về và cài đặt. Sau khi tải về thì nó hỏi các bạn là có muốn cập nhật hay không, thì các bạn nhấn ok thì nó sẽ tự động cập nhật và máy của bạn sẽ tự động chạy phần mềm và restore và hiện lên một cái táo và nó có một cái thanh tắng xè này, nó sẽ tự động nó cập nhật cho các bạn. Hoàn toàn là tự động nha, các bạn không phải đụng hoặc thao tác bất cứ cái gì nữa. Thì sau khi hoàn thành xong thì iPhone của các bạn sẽ được cập nhật lên iOS 14 chấm, và nếu các bạn xài trải nghiệm thì hãy thấy là cảm giác của nó như thế nào thì các bạn nhớ để comment ở bên dưới và hãy bình luận ở bên dưới nha. Thì cái iOS 14 này á, thì nó dung lượng của nó thì tới 2 GB, 37 gần 3 GB các bạn, thì rất là nặng. Thì nếu mà iPhone của các bạn nào mà dung lượng 16 GB hoặc là 64 GB thì up lên thì nó sẽ mất một khoảng dung lượng rất là lớn, thì các bạn thấy là không thể nào download được những cái phần mềm game Liên Quân hoặc là PUBG. Thì rất là nhiều cái RAM rất là nặng thì các bạn đa vào thì nó sẽ bị mất chiếm dung lượng rất là nhiều đó. Thì mình chọn cái phiên bản 13.7 thì mình xài rất là ok. Đối với dòng iPhone X thì đối với dòng thấp nữa thì các bạn chọn có thể chọn những cái iOS 12 hoặc là 11 tùy theo các bạn. Thì nếu cái dòng cao thì các bạn có thể up lên 14, thì cái đó thì khuyến khích các bạn xài những cái dòng cao hay các bạn up lên iOS 14 để cho trải nghiệm có một cái trải nghiệm thật là mượt và thật là bảo mật của Apple đã ra mắt vào cái tháng 9 2020 này. Thì bây giờ hiện tại thì nó đã ra Apple đã ra một cái iOS 14.2, đó là phiên bản beta thì các bạn có thể up lên trải nghiệm. Thì đối với mình thì mình dùng cái phiên bản là 13.7 này thì mình sẽ không up lên nữa. Thì đối với cái phiên bản này thì nó có một cái cảnh báo là thông báo tiếp xúc rất là hay các bạn. Thì lúc mà trong cái iOS 13.5.6 thì nó sẽ không có cái phần là thông báo tiếp xúc này nha. Thì thông báo tiếp xúc này là cái gì? Thì thông báo tiếp xúc này là một cái thông báo cho các bạn biết cái xung quanh bạn có người bị cách ly COVID-19 hay không. Đó. Thì cái nếu mà các bạn muốn sử dụng cái thông báo này thì các bạn hãy
chuyển về cái chế độ nước ngoài mới được nha các bạn. Tại vì ở Việt Nam thì nó sẽ không hỗ trợ cái thông báo tiếp xúc này. Thì các bạn hãy các bạn bấm vô, các bạn bật thông báo lên thì nó sẽ báo cho các bạn là thông báo tiếp xúc COVID-19. Thì các bạn bấm tiếp theo thì nó sẽ cho các bạn chọn cái quốc gia phù hợp với cái thông báo này. Thì các bạn chọn những quốc gia nước ngoài thì được, nhưng mà đối với Việt Nam là mình chọn Việt Nam thì nó sẽ báo là không không báo tiếp xúc, không khả dụng, các bạn thấy không? Thì ở Việt Nam thì nó không báo tiếp xúc này sẽ không có khả dụng với cái đất nước Việt Nam nha các bạn. Đó, rất là hay. Nếu mà mình chọn nước ngoài thì mình có thể là không báo được tiếp xúc đó. Rồi thì rất là nhiều cái hay các bạn, nó gần giống như iOS 14 nha các bạn. Nó cảm giác lướt rất là mượt. Cảm giác vào cũng rất là nhanh các bạn. Đó. Rồi bây giờ thì cái video của mình hôm nay á, mình muốn chia sẻ cho các bạn như thế thôi. Thì vuốt qua bên phải thì đối với iOS 14 á, thì mình vuốt qua thì nó có những cái thông báo giống như vậy, nhưng mà cái biểu tượng rất là bự thì mình có thể dễ dàng quan sát. Còn đối với iOS 13 thì nó sẽ hiện lên như những cái thanh như lúc cũ. Rồi cái iOS 14 thì mình có thể là vuốt qua bên 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 trái thì nó sẽ có một cái thanh menu màn hình ảo nữa các bạn, nhưng mà đối với iOS 13 mình vuốt hoài nó không qua, thấy không? Đó, vuốt hoài nó cũng như như thế thôi. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây nha các bạn. Thì đối với iOS 13 thì mình đây là một cái lựa chọn thật là hay. Thì mình sẽ chọn cái iOS 13 để sử dụng nha các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ kết thúc. Thì nếu các bạn thấy video này hay hoặc là yêu quý mình thì hãy nhớ đăng ký kênh, share và like để ủng hộ cái video cho mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.